Như thời gian qua chúng tôi đã đưa tin, để đề phòng chống dịch sởi, 18 tỉnh thành có nguy cơ đã triển khai chiến dịch chích ngừa vaccine cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Chiến dịch diễn ra khá thành công khi tỷ lệ trẻ được chích ngừa rất cao. Ấy vậy mà sau chiến dịch, dịch sởi vẫn diễn biến phức tạp. Vì trên thực tế chúng ta vẫn đang phải đối diện với một thực trạng mới, đó là có rất nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi nhiễm sởi. Đây là độ tuổi trẻ chưa đến lịch tiêm vaccine sởi. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho 7 bệnh nhi mắc sởi. Tất cả đều chưa chích ngừa vaccine sởi. Trong đó 2 trẻ quá tuổi tiêm, còn 5 trẻ chưa đến tuổi tiêm, nghĩa là dưới 9 tháng tuổi. Cháu bé này mới được 50 ngày tuổi, là bệnh nhi mắc sởi nhỏ tuổi nhất ở đây. Một tuần trước, cháu nằm điều trị viêm phổi ở khoa điều trị tự nguyện, thì bị lây nhiễm sởi từ một bệnh nhi khác cùng phòng. Con tôi được 50 ngày tuổi, con tôi nhiễm sởi ở bệnh viện ạ. Tôi đang điều trị viêm phổi cho con tôi tại khoa điều trị tự nguyện tầng 3 phòng 316 ạ. Tôi rất là lo lắng ạ. Các em bé không có yếu tố nguy cơ nặng và chưa có các cái biến chứng thì chúng tôi sẽ cho về chăm sóc tại nhà để tránh các cái nguy cơ bội nhiễm thêm các cái vi khuẩn khác. Bởi vì cái bài học từ cái vụ dịch năm 2015 chúng ta thấy rằng là một cái tỷ lệ khá lớn các em bé có diễn biến nặng, thậm chí tử vong, đấy là do cái tình trạng mà bội nhiễm thêm các cái vi khuẩn khác khi mà nằm điều trị hoặc là đến khám bệnh ở các cái cơ sở y tế đông người. Các em bé đang nằm điều trị ở đây thì cũng có những trường hợp nặng. Dịch sởi năm nay có khá nhiều bệnh nhi mới 6 tháng hoặc 7 tháng tuổi, trong khi phải đến 9 tháng tuổi trẻ mới được chích ngừa mũi vaccine sởi đầu tiên. Cũng muốn là chờ đến ngày bạn ấy tiêm được đủ 9 tháng để tiêm phòng sởi, thì vì năm nay là cái bệnh sởi cũng rất là nhiều để bảo vệ cho con, nhưng mà chưa kịp tiêm thì bạn đã bị sởi rồi, mắc sởi rồi, mà cái quá trình điều trị thì cũng hơi dai dẳng và kéo dài. Đây là hơn 6 tháng ạ. Ở bé ở nhà có biểu hiện là sốt ạ. Hiện tại thì là bé ngắt cơn sốt rồi ạ. Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng đang tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhiễm sởi dưới 9 tháng tuổi. Bệnh nhi này nhiễm sởi khi mới được 7 tháng. Phải 2 tháng nữa cháu mới đến lịch tiêm mũi sởi đầu tiên. Cháu chưa đi nhà trẻ, chỉ ở nhà với ông bà. Tôi cho vào bệnh viện Hà Nội ạ. Nhi Hà Nội thì bác sĩ cho đi làm cái PCR sởi. Thì chiều tối hôm ấy là con dương tính với sởi ạ. Thì lúc ấy là các ban của con đã mọc lên hết rồi. Và vành tai rồi mặt rồi bụng. Thì chắc chắn đến lúc ý xét nghiệm ra sởi thì làm ấy, chắc chắn là bị sởi rồi ạ. Còn cháu bé này, vài ngày nữa thì đủ 9 tháng. Mẹ cháu cũng biết đang có dịch sởi và cũng mong ngóng đến ngày con được chích ngừa vaccine. Nhưng cháu đã nhiễm sởi trước khi đến lịch tiêm. Con được 9 tháng và con chưa tiêm sởi. Con mắc sởi cách đây 5 hôm ạ. Triệu chứng đầu tiên của con là sốt. Sốt đến ngày thứ 3 thì con bắt đầu mọc 1-2 ban ở trên cơ thể và mẹ con cho con đi xét nghiệm thì là dương tính với sởi ạ. Thường thì đối với các bệnh nhân chúng tôi thường là dưới 9 tháng vì ở độ tuổi đấy thì bệnh nhân gần như là chưa có được tiêm mũi sởi. Phần lớn thì sau khi chúng ta tiêm chủng thì sẽ có được cái kháng thể sinh ra để bảo vệ cho trẻ. Còn nếu như mà trẻ chưa tiêm chủng thì một số trẻ sẽ có kháng thể từ mẹ sang. Tuy nhiên nếu như mà khi mà cái đứa trẻ nó lớn dần lên và cái hiệu quả bảo vệ kháng thể nó giảm dần đi thì đứa trẻ có thể mắc sởi. Và phần lớn thì chúng tôi gặp là các bệnh nhân là chưa tiêm vaccine. Những ngày gần đây, các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương liên tục tiếp nhận bệnh nhi mắc sởi dưới 9 tháng tuổi. Theo các chuyên gia, thực trạng này đang cho thấy miễn dịch mẹ truyền sang con đã suy giảm, đe dọa sự an toàn của trẻ. Bộ Y tế cần có những biện pháp kịp thời để phòng chống dịch sởi trong giai đoạn này. Việc có nhiều trẻ nhiễm sởi khi chưa đến tuổi tiêm phòng đã đặt ra những giải pháp phòng chống dịch sởi trong tình hình mới. Và Bộ Y tế cũng đã có một quyết định mang tính bước ngoặt trong phòng chống dịch sởi, đó là cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, chưa cho phép 62 tỉnh thành còn lại hạ độ tuổi tiêm phòng sởi cho trẻ. Dường như Bộ Y tế vẫn còn do dự, loay hoay trong việc phòng chống dịch sởi. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu mùa dịch đến nay, số bệnh nhi dưới 9 tháng tuổi mắc sởi được ghi nhận là 349 trẻ, chiếm 25% tổng số ca mắc.
Đặc biệt nhiều trẻ mắc sởi thuộc nhóm từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Trước diễn biến này, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt việc triển khai vaccine sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn cao điểm. Việc hạ độ tuổi tiêm sởi là chưa có tiền lệ. Trong các trường hợp mà dịch bệnh lan rộng ở nhiều tỉnh thành như thế này, thì cái việc mà chúng ta giảm cái độ tuổi tiêm chủng cho các em bé mà chúng ta gọi đây là tiêm chống dịch cho cái lứa tuổi mà từ 6 tháng cho đến 9 tháng thì tôi nghĩ rằng đó là một cái chủ trương mà hết sức phù hợp và sẽ giải quyết sớm được cái tình trạng mà các cái mầm bệnh lan tràn ở trong cộng đồng là một, và thứ hai nữa là giảm cái số em bé mắc ở cái độ tuổi mà từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi. Số liệu cho thấy những trẻ dưới 9 tháng tuổi là những trẻ có thể bị mắc sởi và bị bệnh nặng. Ngoài ra còn có thể bị những cái biến chứng kéo dài trong cuộc sống của các cháu, cho nên cái việc phải có miễn dịch cho trẻ dưới 9 tháng tuổi là rất quan trọng. Và ở Việt Nam thì cũng đã có vaccine sởi đơn sản xuất ở trong nước, đã được thử nghiệm và chứng minh có hiệu quả và an toàn với nhóm trẻ từ 6 cho đến dưới 9 tháng tuổi. Cho nên theo tôi, để giải quyết vấn đề dịch sởi lần này thì chúng ta cần phải tập trung tiêm cả cho những trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Đây cũng, cái việc tiêm cho trẻ nhỏ này cũng phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho những khu vực có dịch sởi bùng phát. Và thậm chí có một số quốc gia khi mà dịch sởi rất là nặng thì họ còn tiêm cho trẻ từ 4 tháng tuổi. Từ ngày 31 tháng 8 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, góp phần làm giảm số ca mắc bệnh trong độ tuổi này. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ghi nhận số ca bệnh mới đang tăng ở nhóm tuổi dưới 9 tháng tuổi. Đây là nhóm tuổi nhỏ, chưa đủ tuổi để tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vaccine tiêm sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng là vaccine được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vaccine sởi đơn giá có thể tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi trong các vụ dịch như là một biện pháp chống dịch tăng cường. Vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế Polivac sản xuất. Mũi vaccine này được xem như là mũi sởi không, và sau đó trẻ vẫn tiếp tục được tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng vào lúc 9 tháng tuổi và 19 tháng tuổi. Các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế khuyến cáo Bộ Y tế nên hạ độ tuổi tiêm vaccine sởi ở những địa phương đang có nhiều trẻ nhiễm như Hà Nội, Thanh Hóa, chứ không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa có vaccine, vừa có số liệu về việc vaccine này hiệu quả và an toàn, vừa đang trong cái giai đoạn bùng phát dịch sởi thì không có lý do gì mà chúng ta trì hoãn, không tiêm cho các cháu. Tôi cho rằng bây giờ Bộ Y tế phải đề nghị các tỉnh thành ngay lập tức tiêm phòng sởi cho các cháu từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Và sởi thì rất dễ lây lan và có thể gây ra khuyết tật suốt đời hoặc thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Khi mà cái miễn dịch từ mẹ mà truyền cho con ấy thì nó bị giảm dần và có thể mất đi, nhất là trẻ em mới sinh. Đây là một cái bước rất quan trọng để Việt Nam có thể là có chính sách tiêm chủng phòng bệnh sởi cho trẻ em từ 6 tháng tuổi tại các cái khu vực bùng phát dịch bệnh, và nhờ cái việc đó thì nó có thể là sẽ có sinh miễn dịch và sẽ bảo vệ cho trẻ em khỏi bị bệnh sởi. Thì cũng sẽ phải có những cái chính sách cũng như là có những bước mạnh mẽ để có thể là làm sao để có cái giảm cái tỷ lệ mắc sởi. Và đây là một vấn đề không phải riêng Việt Nam mà các nước khác cũng đều phải chú ý. Hiện nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh và người thân trong gia đình có trẻ đủ 6 tháng tuổi cần đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng để được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.